Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Đây là triều đại đánh dấu nhiều thăng trầm của lịch sử, đặc biệt là cuộc xâm lược của người Pháp giữa thế kỷ 19. Theo sử sách chép lại, không chỉ có triều vua Trần quy định việc anh, em, cô, cháu trong họ lấy nhau với mục đích không để họ người ngoài lọt vào nhằm nhăm nhe ngôi báu, mà ngay cả trong hoàng tộc thời nhà Nguyễn cũng xảy ra những câu chuyện lạ đến khó tin. Đó là những cuộc tình vương giả, anh em đồng đường lấy nhau hay đẩy cháu mình đang ở ngôi vào vòng loạn luân. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu trong video sau đây nhé! Cuộc tình vương giả, anh em đồng đường. Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát là người có công xây dựng đô thành Phú Xuân vào giữa thế kỷ 18, đồng thời cũng là người đưa dần sự nghiệp của các chúa Nguyễn xuống vực thẳm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm họa đó là do cuộc tình vương giả anh em đồng đường lấy nhau. Sử chép, Võ Vương có một người cậu ruột là ngoại tả Trương Phúc Loan, được Võ Vương tin cậy, trao cho rất nhiều quyền bính, nhưng Loan vẫn chưa vừa lòng. Vốn là một tay gian hùng, tham lam, tàn nhẫn và thủ loạn, Loan có thể làm bất cứ điều gian ác nào để có thêm quyền hành và của cải. Hành vi thâm độc nhất của Loan là đẩy đứa cháu mình đang ở ngôi vương, tức Võ Vương, vào vòng loạn lân. Cô em con chú của Võ Vương là công nữ Ngọc Cầu, ái nữ của Nguyễn Phúc Điền, con thứ 12 của Nguyễn Phúc Thụ, sinh năm 1734, có nhan sắc kiểu diễm trang đài của một giáng tiên. Biết Vương là người hiếu sắc, Loan tạo điều kiện cho Ngọc Cầu thường xuyên ra vào trong Vương Phủ và gần gũi với ông anh đồng đường Võ Vương ở Điện Trường Lạc. Kết quả của những lần gần gũi đó là Ngọc Cầu đã có với Võ Vương hai công tử là Nguyễn Phúc Diệu, sinh năm 1753 và Nguyễn Phúc Thuần, sinh năm 1754. Mặc dù được cậu Trương Phúc Loan che chở, nhưng Võ Vương không thoát khỏi mặc cảm loạn luân. Công tử Nguyễn Phúc Diệu mất sớm, công tử Nguyễn Phúc Thuần được Võ Vương cho nuôi nấng một cách lén lút ở hậu cung. Và dĩ nhiên, Thuần không được lập làm kế tử như mong muốn của Ngọc Cầu, vì việc lập kế tử đã được lựa chọn và quyết định rồi. Theo nguyên tắc, công tử Trương, con cả của Võ Vương là kế tử. Chẳng may Trương thọ bệnh đã thất lộc, con của Trương còn quá nhỏ nên Võ Vương chọn người thứ hai là Nguyễn Phúc Luân, tức là hoàng khảo của vua Gia Long sau này làm kế tử. Ngày Võ Vương mất, mùng 7 tháng 7 năm 1765, Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi. Lúc đó ai cũng tưởng là đệ nhị công tử Nguyễn Phúc Luân, đương kim kế tử sẽ lên ngôi vương. Không ngờ trong nội cung đang có âm mưu khác. Ngoại tả Trương Phúc Loan cùng thái giám Chữ Đức và trưởng dinh Nguyễn Cửu Thống mật bàn việc giành ngôi cho công tử thứ 16 là Nguyễn Phúc Thuần, con của bà Ngọc Cầu. Nguyễn Phúc Loan bị tống ngục và bức tử chết trong ngục. Nguyễn Phúc Thuần được nối ngôi chúa, tức Duệ Tông Hiếu Định Hoàng đế. Năm 1774, Duệ Tông bị quân Trịnh đánh đuổi chạy vào Gia Định và bị giết, bà Ngọc Cầu ở lại Phú Xuân. Buồn sự đời, bà lập chùa Phước Thành ở bờ nam sông An Cựu để tu, dứt bỏ cuộc đời trần tục. Đến mùa hạ năm Giáp Tý 1803 bà mất, hưởng thọ 71 tuổi, được vua Gia Long sách tặng là Tuệ Tĩnh Thánh Mẫu Nguyên Sư, hiệu là Thiệu Long Giáo Chủ, lăng táng ngay sau khuôn viên chùa Phước Thành theo kiểu hình tháp của nhà Phật. Lấy cô làm thứ phi. Vua Thành Thái có nhiều phi tần, duy chỉ có hai bà thứ phi cuối cùng từng sống với nhà vua suốt thời gian ông bị lưu đày ở đảo Réunion, cũng như những năm cuối đời ở Sài Gòn, nên được nhà vua sủng ái nhất. Đó là bà Giai Triệu và bà Chí Lạc. Bà Giai Triệu là thân mẫu của Hoàng Nam Vĩnh Trương. Trong thời gian ở đảo Réunion, bà sinh thêm Vĩnh Diêu, hiện ở Houston, Hoa Kỳ. Bà Chí Lạc là thân mẫu năm Hoàng Nam, hai người sinh trong nước là Vĩnh Liêu, Vĩnh Quỳnh. Ba người sinh ở Réunion là Vĩnh Khôi, Vĩnh Du và Vĩnh Cầu. Điểm đặc biệt, hai bà Giai Triệu và Chí Lạc là chị em ruột, tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Nhàn và Công Tằng Tôn Nữ Mừng, chắt nội của vua Minh Mạng. Trong hoàng tộc, hai bà ngang hàng với bên nam giới có chữ Lót Ưng, tức là hai bà thuộc hàng cô của cựu hoàng Thành Thái, con của Ưng Chân, vua Dục Đức. Để giấu chuyện không hay này, hoàng tộc đã đổi họ cho hai bà sang họ Hồ, nhưng rồi cũng không ổn, nên đổi một lần nữa sang họ Nguyễn Công. Bia mộ của hai bà hiện nay ở An Lăng đều khắc họ của hai bà là Nguyễn Công. Tuy trên bia được khắc như vậy, nhưng đây là vấn đề đã thuộc về lịch sử nên trong gia đình các vua Thành Thái Duy Tân cũng không che giấu sự thật đó. Không rõ hai bà đã được tiến cung trong trường hợp nào mà lại có sự trớ trêu như vậy.
Quý vị thân mến, dưới triều đại nhà Nguyễn không chỉ tồn tại những cuộc tình loạn luân mà còn có 3 nghi án đều liên quan đến lý lịch các vua chúa xưa mà cho đến ngày nay, các nhà sử gia vẫn đau đầu nghiên cứu, tranh luận để tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Vậy đó là 3 nghi án chấn động nào dưới triều nhà Nguyễn vẫn chưa có lời giải. Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm câu trả lời trong phần tiếp theo của video nhé! Nghi án đầu tiên đó là vua Minh Mạng triệt dòng đích Hoàng Tử Cảnh. Vụ Mỹ Đường, con trai Hoàng Tử Cảnh thông dâm với mẹ đẻ xảy ra dưới triều vua Minh Mạng đã đặt ra câu hỏi liệu vua có dựng nên câu chuyện tội lỗi này để triệt dòng đích Hoàng Tử Cảnh, con trưởng của vua Gia Long và thừa thiên cao Hoàng hậu Tống Thị Lan hay không? Theo Đại Nam Liệt Truyện, Mỹ Đường, con trai lớn của Hoàng Tử Cảnh và bà Tống Thị Quyên, con trai thứ hai là Mỹ Thủy. Theo truyền thống phụ truyền tử kế, Hoàng Tử Cảnh sẽ nối nghiệp Gia Long. Nhưng không may, hoàng tử mất trước khi thân phụ lên ngôi năm 1801 khi mới 21 tuổi. Khi vua Gia Long ở ngôi, tuổi đã cao, các quan xin dựng ngôi trừ nhị. Có người xin lập Hoàng Tôn Mỹ Đường, vua không nghe. Năm 1820 vua qua đời, hoàng tử đảm lên ngôi, lấy niên hiệu là Minh Mạng. Sau khi lên ngôi, vua Minh Mạng đã thực hiện nhiều cải cách lớn cả trong lẫn ngoài. Trong việc gia đình, vua cho làm lại gia phả nhà Nguyễn, phân biệt thân sơ, phiên hệ, đế hệ. Vụ việc Mỹ Đường thông dâm với mẹ đẻ là Tống Thị Quyên được sử sách Triều Nguyễn chép diễn ra vào cuối năm Minh Mạng thứ 5, 1824. Sách Đại Nam Thực Lục cho biết, trước đó có người cáo Mỹ Đường là người dâm dật, thông gian với mẹ đẻ là Tống Thị Quyên. Lê Văn Duyệt đem chuyện tâu kín, vua sai bắt Thị Quyên giao cho Lê Văn Duyệt dìm chết và cấm Mỹ Đường không được vào chầu hầu. Đến nay Mỹ Đường dâng sớ nói có bệnh, xin nộp trả ấn sách và xin miễn làm thứ nhân, về ở nhà riêng. Vua với các công thần vào bàn và y cho. Tháng 2 năm Minh Mạng thứ 5, 1825, Mỹ Đường đã có tội ở nhà riêng, thường đến thăm con ở xã An Hòa. Có người cho là trốn, bèn tâu lên. Vua bảo rằng hành vi của Mỹ Đường hơn là chó lợn. Chậm nghĩ cái tình của anh Duệ Hoàng Thái Tử không nỡ làm tội, nay lại nghe kẻ bậy bạ xui khiến, muốn làm gì chăng? Liền sai thị vệ bắt về, phái binh canh giữ rồi tha. Trong cuốn Chuyện các ông Hoàng Triều Nguyễn, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho rằng việc vua Minh Mạng giết chị dâu và giam các cháu là nỗi đau của hoàng tộc. Chuyện này có nhiều chi tiết hư hư thực thực, không lấy làm chắc chắn. Ngay cả sử học Trần Trọng Kim cũng phải thú nhận rằng việc ngài Minh Mạng giết chị dâu là bà vợ Hoàng Tử Cảnh và các cháu thì không thấy sách nào chép cả, chỉ thấy một đôi người truyền ngôn như thế mà thôi. Việc ấy thực hư thế nào không rõ. Ông Xuân cũng thừa nhận sách Đại Nam Thực Lục cũng có những điều khó hiểu. Ông đã đặt ra một số nghi vấn như sau. Một người như Mỹ Đường, xung quanh có biết bao thê thiếp trẻ trung đẹp đẽ, sao Mỹ Đường không thỏa mãn tính dâm dật ấy mà lại chọn đi thông gian với mẹ? Nếu việc loạn lân ấy không may diễn ra, thì diễn ra trong phòng the nơi công phủ kín đáo, làm sao có người biết để báo cho Lê Văn Duyệt? Phải chăng đây là một thủ đoạn chính trị? Vua Minh Mạng dựng ra chuyện tội lỗi ấy để triệt dòng đích của Hoàng Tử Cảnh. Việc này có liên quan gì đến sự kiện vua Minh Mạng cho làm lại gia phả nhà Nguyễn hay không? Dẫu vậy đến nay, vẫn chưa có nhà sử học nào tháo gỡ được cái án này cả. Nghi án tiếp theo, vua Tự Đức là con ai? Lúc còn ở ngôi, vua Thiệu Trị luôn canh cánh bên lòng chọn Hồng Bảo, con lớn của vợ thứ, quý nhân Đinh Thị Hạnh, hay Hồng Nhậm, con của quý phi Phạm Thị Hằng, tức Tử Dũ Thái Hậu lên kế vị. Tháng 11 năm 1847, vua băng hà, đình thần Triều Nguyễn đứng đầu là Trương Đăng Quế, theo di huấn của vua, đưa Hồng Nhậm lên ngôi, lấy niên hiệu là Tự Đức. Liền ngay sau đó, dư luận thời bấy giờ đã dấy lên thông tin cho rằng Hồng Nhậm là con đẻ của Trương Đăng Quế hoặc Trương Đăng Quế tư thông với bà Phạm Thị Hằng. Hồng Nhậm là con đẻ của hai người. Hồng Nhậm lên ngôi là do Trương Đăng Quế sắp đặt. Trong cuốn Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, tác giả có dẫn lời của giáo sĩ Paul Gelly trong bức thư gửi giáo sĩ Parau của Hội thừa Sai Paris ngày 15 tháng 1 năm 1852, có đoạn viết: Ông Hoàng Bảo, cũng gọi là An Phong, với tư cách là trưởng nam của vua Thiệu Trị, tự nhiên đáng lẽ phải kế vị nhà vua. Nhưng ông Cai Trương, mà người ta thường gọi là ông Quế, vị thượng thư đầy quyền lực ở triều đình, đã cướp ngôi của ông để dành cho con rể của ông ta là Tự Đức. Sách Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả thì cho biết, sử nhà Nguyễn chép về việc An Phong quận vương quá vắn tắt, chứng tỏ thiếu minh bạch. Di chiếu Đức Hiến Tổ, tức vua Thiệu Trị, tuy có chép trong quốc triều chính biên, nhưng dính vào việc phế truất ông, đương nhiên phải có đại thần Trương Đăng Quế và bà Tử Dũ. Theo cuốn Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, dư luận đương thời cho rằng Trương Quang Đản, con của Trương Đăng Quế, là con vua Thiệu Trị.
còn Tự Đức mới là con của Trương Đăng Quế tư thông với bà Từ Dũ. Những thông tin trên có lẽ xuất phát từ một loạt các sự kiện liên quan đến việc tranh giành quyền lực giữa hai anh em Hồng Bảo và Hồng Nhậm. Trong cuốn Vua trẻ trong lịch sử Việt Nam, tác giả Vũ Ngọc Khánh có lý giải việc này như sau. Ngày hôm đăng quang lấy niên hiệu là Tự Đức, chàng trai trẻ Nguyễn Phúc Hồng Nhậm đã phải chứng kiến cảnh tượng bi đát. Anh trai chàng là Nguyễn Phúc Hồng Bảo uất ức ngất giữa triều đường. Phái Hồng Bảo sau đó đã tung nhiều tin tức gây dư luận không hay cho Tự Đức, như chuyện gây mối ngờ Tự Đức không phải là con vua Thiệu Trị mà chính là con của Trương Đăng Quế. Bà vợ ông này chơi thân với bà Phạm Thị Hằng đã tìm cách đánh cháo đôi trẻ sơ sinh để đưa con họ Trương vào thế chỗ giành ngai vàng. Thực hư chuyện này thế nào đến nay vẫn chưa ai rõ, nhưng từ đó đến nay nghi án vua Tự Đức là con ai vẫn được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Nghi án thứ ba, ai mới là người cha thực sự của vua Bảo Đại? Vua Khải Định có tất cả 12 vợ, nhưng chỉ có một con trai duy nhất là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, sau này là vua Bảo Đại, con bà Hoàng Thị Cúc, tức Đức Tử Cung. Theo một số nghiên cứu, vua Khải Định bất lực, không thích gần đàn bà, chỉ thích đàn ông. Điều này đã gây ra nhiều đồn đại về việc ai là người cha thực sự của vua Bảo Đại. Trong sách Chuyện các bà trong cung, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho biết, ông Phụng Hóa Công Bửu Đảo vốn bị mang tiếng là bất lực. Vợ đầu của ông là bà Phủ Thiếp Trương Như Thị Tịnh không chịu nổi ông đã dứt áo đi tu. Năm 1907, sau khi vua Thành Thái bị phế truất, người Pháp định đưa Bửu Đảo lên ngôi. Nhưng ngặt một nỗi, ông đã 23 tuổi mà vẫn không có con. Đình thần không muốn đặt lên ngai vàng một người vô hậu như vậy, nên phải chấp nhận đưa Duy Tân là con vua Thành Thái lên ngôi vua. Năm 1912, một phép lạ đã xảy ra. Bà Hoàng Thị Cúc, Đức Tử Cung, phủ thiếp của ông Phụng Hóa Công có thai, sau sinh ra Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy và nhận là của ông Hoàng. Sự kiện này đã dấy lên những mối hoài nghi ngay bên trong hoàng tộc, ai là tác giả của bào thai đó. Để xác minh thực hư, bà Tiên Cung, mẹ của Bửu Đảo, và bà Thánh Cung, chính thất của vua Đồng Khánh, đã sai đào một cái hố sâu khoảng 2 tấc và bảo cô Cúc nằm sấp để cái bụng có mang nằm lọt dưới hố, rồi dùng roi tra hỏi cô Cúc lấy ai mà vu cho ông Phụng Hóa Công. Cô Cúc cắn răng chịu đựng hình phạt và chỉ đinh ninh một lời khai đích thị có mang với Bửu Đảo. Thế là các bà mừng rỡ công bố cho hoàng tộc biết Phụng Hóa Công sắp có con. Tuy nhiên, theo lời kể của một số nhân vật thân tín với hoàng tộc như ông Phan Văn Giật và ông Ngũ Đẳng thị vệ Nguyễn Đắc Vọng, thì cái thai trong bụng của cô Cúc không phải là của Phụng Hóa Công mà cô đã có thai với Hường Đề từ trước. Ông Nguyễn Đắc Xuân cho biết, được sự giúp đỡ của Bửu Dương, ông đã đọc 17 cuốn vở gồm 1.700 trang viết tay của thầy Ưng Đồng, con trai của cụ Hường Đề, viết về lịch sử gia đình và họ hàng nhà mình. Qua tập di cảo đồ sộ ấy, ông đã lọc ra được một số chi tiết liên quan đến sự việc Vĩnh Thụy chính là con Hường Đề. Bửu Đảo đã nhờ hoàng thân Hường Đề thuộc bậc ông nhưng tuổi cùng trang lứa cháu giúp đỡ, san sẻ khó khăn không có con nối dõi, nên Hường Đề đã ra tay giúp cháu. Trong cuốn Bảo Đại Hoàng Đế cuối cùng, tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang đã dẫn một số giả thuyết của ông Phạm Khắc Hòe, một cận thần của vua Bảo Đại. Vĩnh Thụy là con của hai người đầy tớ phục vụ trong gia đình Phụng Hóa Công. Nam tên là Thừa Quang, nữ tên là Thị Út, sau đổi là Thị Cúc. Nhưng đó là một chuyện hoang đường, sai về cơ bản, vì nó không để ý đến một sự thật là Vĩnh Thụy rất giống vua Khải Định. Vĩnh Thụy là con một ông quan to ở Bộ Lễ là Dương Quảng Lược, em ruột của mẹ vua Khải Định. Và điều đó cắt nghĩa vì sao Vĩnh Thụy lại giống Khải Định. Thưa quý vị, xoay quanh nghi án vua Bảo Đại là con ai, có khá nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng vẫn chưa có lập luận nào đứng vững, chưa có tác giả nào dám khẳng định và cam kết mình biết rõ sự thật về cha đẻ của vua Bảo Đại. Dù hàng trăm năm trôi qua, ba nghi án dưới triều Nguyễn để lại cho hậu thế biết bao thắc mắc và hoài nghi. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.